chuyện ít ai biết về mâm cơm của người việt dù đơn sơ hay cầu kỳ cũng đều là sự hội tụ tinh hoa của văn hóa nghìn năm mâm cơm của người việt chúng ta chứa đựng trong đó rất nhiều ý nghĩa cũng như những nét văn hóa được đúc kết qua nhiều đời đối với mỗi người việt nam chúng ta mâm cơm là một khái niệm đã quen thuộc đến từng hơi thở từng thớ thịt từ trong chính cuộc sống hàng ngày mâm cơm xuất hiện như một thứ nhất định phải có đừng vội vã bảo rằng chẳng cần cơm thì có thể đi ăn gà rán ăn mì ý ăn kim bắp bởi quanh quẩn đi lại chẳng sớm thì muộn ta cũng sẽ phải quay về với mâm cơm mà thôi và trong những ngày chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ý nghĩa mâm cơm càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết mâm cơm dâng cúng tổ tiên ông bà mâm cơm tất niên xung vầy cả gia đình cùng nhau bước qua năm cũ rồi mâm cơm ngày đầu năm khi tất cả mọi thành viên được ở bên nhau cùng ăn bữa cơm sum họp gia đình không phải tự nhiên mà vào những ngày này người việt dù xa gia đình dù cuộc sống xa cách gia đình hàng trăm hàng ngàn cây số nhưng cũng đều cố gắng làm một mâm cơm việt thật tươm tất để dân cúng để tưởng nhớ nét văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua bao đời mâm cơm ấy chính là tinh túy đã được đúc kết sau hàng nghìn năm của ông cha ta mâm cơm đơn sơ nhưng chưa đầy giá trị văn hóa các bạn thân mến nhắc đến mâm cơm ngày tết hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến sự xung vầy đúng không phải không các bạn đó chính là giá trị gia đình bên mâm cơm chính là gia đình với nhiều thế hệ cùng nhau sống dưới một mái nhà, cùng nhau ăn những bữa cơm chính là cách con cháu hiếu kính mời ông bà, cha mẹ. Cũng vậy, cha mẹ hay dục con đi ăn qua cái cách mà mọi người săn sóc, gấp thức ăn cho nhau. Mâm cơm gia đình là dù có cầu kỳ đủ món hay đơn sơ, chỉ có rau tôm nấu với ruột bầu thì vẫn cứ chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Mâm cơm còn là nơi để những đứa trẻ học ăn, học nói, học gói, học mở. Chẳng qua đâu phải không các bạn? Bởi qua chính những bữa ăn mà ông bà, cha mẹ sẽ dạy cho con cháu của mình những phép tắc, những lễ nghĩa, cách ứng xử trong gia đình và cả ngoài xã hội các bạn cứ nghĩ thử mà xem mâm cơm đã dạy chúng ta tất cả rất nhiều điều có phải không lý thuyết cân bằng âm dương trong mâm cơm của người việt ra sao không chỉ với người việt sự cân bằng âm dương còn là quan niệm của rất nhiều quốc gia châu á và bên trong mâm cơm hàng ngày của chúng ta điều này cũng được thể hiện rất rõ trong ăn uống luôn có năm mức cân âm dương là nóng lạnh, ấm mát và trung tính. Trải qua nhiều năm tích lũy, ông cha ta đã đưa đưa ra điều này vào mâm cơm hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt theo hệ thống đó. Đơn cử như trứng vịt lộn có tính lạnh sẽ ăn kèm với rau răm có tính nóng hay trong mâm cơm ngày Tết thịt kho tàu mang tính nóng thì phải có thêm canh khổ qua mang tính hàn đi kèm bên cạnh đó lý thuyết cân bằng âm dương trong mâm cơm của người việt còn được thể hiện qua cách ăn theo mùa theo khí hậu mùa nào thức ăn ấy của người dân ở mọi miền trên đất nước các bạn thân mến mâm cơm ngày tết và những ngày truyền thống tỉ mỉ cầu kỳ. Mâm cơm ngày thường vốn đã chứa đựng nhiều ý nghĩa thì mâm cơm ngày Tết còn hàm chứa trong đó nhiều truyền thống, thậm chí còn có thể gọi là phép tắc. Không phải tự nhiên mà những mâm cơm tất niên, cơm cúng ngày Tết luôn có những món quen thuộc như thịt gà luộc, da trọ, nem rán, bánh trưng hoặc bánh tét. Tất cả những điều đó đều là truyền thống của người Việt ở từng vùng, từng vùng miền khác nhau. Đơn cử như mâm cơm ngày Tết của miền Bắc, mâm cỗ ngày Tết lúc nào cũng cần 4 bát, 4 đĩa tượng trưng cho tứ trụ bốn mùa, bốn hướng. Những nhà dư giả hơn thì sẽ làm 6 bát, 6 đĩa hay thậm chí là 8 bát, 8 đĩa. Các món ăn sẽ mang cả nét ký hậu đặc trưng miền Bắc, những ngày này mùa đông lạnh nên cũng cần cữ món ăn thật giàu năng lượng. Dù mỗi nhà ở mỗi miền, mâm cơm ngày Tết có thể khác nhau đôi chút, nhưng sẽ luôn đa dạng màu sắc, phong phú ở số lượng và điều quan trọng hơn cả, mâm cơm ngày Tết được làm bằng cái tâm của con cháu để dâng cúng lên tổ tiên ông bà cha mẹ và chính là mâm cơm sung vầy khi cả gia đình cùng nhau bước qua năm cũ đón chào năm mới xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất mong được sự ủng hộ chia sẻ và đăng ký kênh chúc các bạn năm mới thật nhiều niềm vui